Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, thì sáng sớm nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắm về phía vùng biển phía đông của nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 3 tuần qua. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc SCG cho biết, vụ phóng từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 1 giờ 49 phút sáng ngày 14 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 23 giờ 49 phút ngày 13 tháng 10 theo giờ Hà Nội. SCJ cho biết Hàn Quốc đã huy động máy bay quân sự bao gồm cả máy bay chiến đấu F35A để phản ứng với động thái của Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành bắn khoảng 130 phát đạn pháo về phía biển Hoàng Hải trong khoảng thời gian từ 1 giờ 20 phút đến 1 giờ 25 phút vào sáng ngày 14 tháng 10 và khoảng 40 phát đạn pháo vào vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 2 giờ 57 phút đến 3 giờ 07 phút. Trong tuyên bố mới nhất, Triều Tiên xác nhận đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đồng thời cho biết vụ phóng mới nhất này được thực hiện sau khi Bình Nhưỡng phát hiện quân đội Hàn Quốc tiến hành một cuộc bắn pháo trong khoảng 10 giờ gần khu vực phòng thủ phía trước của quân đoàn 5 quân đội nhân dân Triều Tiên vào ngày 13 tháng 10. Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực. Chỉ số lạm phát không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm tại Mỹ trong tháng 9 đã leo lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Diễn biến này đang gây thêm áp lực đối với lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo số liệu mới nhất được Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI vào tháng 9 tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 6,3% trong tháng 8 giới hoạch định chính sách và giới đầu tư quan tâm nhiều hơn đến lạm phát lõi bởi nó phản ánh chính xác hơn về mức tăng giá của hàng hóa và dịch vụ là cơ sở để ước đoán lạm phát trong tương lai. Lạm phát toàn phần của Mỹ tăng 8,2% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cả tiếp tục tăng trên quy mô lớn với chi phí nhà ở, thực phẩm và y tế đóng góp nhiều nhất vào đà leo thang này. Các loại chi phí gia tăng cũng mang lại tin xấu đối với người lao động, Hãng tin Bloomberg dự đoán nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 11. Nhà đầu tư cũng cho rằng lãi suất chuẩn sẽ đạt đỉnh vào năm sau. Ủy ban 6 tháng 1, cơ quan do Hạ viện Mỹ lập ra để điều tra vụ bạo loạn tòa nhà quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí uh, gửi chat điều trần tới cựu Tổng thống Donald Trump nhằm làm rõ vai trò của ông trong vụ việc này. nghị quyết gửi chat điều trần cho cựu Tổng thống Donald Trump được toàn bộ 9 thành viên bỏ phiếu thuận. Trước đó, các thành viên của Ủy ban cho biết họ vẫn đang cân nhắc yêu cầu ông Trump hoặc cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra điều trần. Ủy ban cho rằng ông Trump phải có trách nhiệm giải trình. Nếu ông Trump không tuân thủ lệnh triệu tập, toàn thể Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu để quyết định liệu có chuyển vụ việc cho Bộ Tư pháp Mỹ hay không. Mới nhất, cựu trợ lý cấp cao tại nhà trắng của cựu tổng thống Trump cũng đã bị kết tội không tuân thủ quy định của Quốc hội Mỹ do không hợp tác trong cuộc điều tra. Quốc hội Iraq hôm qua đã bầu chính trị gia người quốc ông Abdul Latif Rashid làm tổng thống, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới và chấm dứt một năm bế tắc. Ông Rashid, 78 tuổi, từng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Anh và là Bộ trưởng Tài nguyên nước Iraq từ năm 2003 đến năm 2010. Ngay sau khi được bầu, ông đã chỉ định chính trị gia người CIA, Sia al-Sudani, làm thủ tướng, giao nhiệm vụ cho ông hòa giải các phe phái dòng CIA và thành lập một chính phủ mới. Ông Sudani, 52 tuổi, từng là Bộ trưởng Lao động và các vấn đề xã hội, đã cam kết thành lập chính phủ nhanh nhất có thể. Iraq đã rơi vào khủng hoảng chính trị trong gần một năm qua do tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 2021.